Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Niềm vui của tôi chính là mua được những chiếc xe đã qua sử dụng để mang lên đây giới thiệu cho quý vị và các bạn. Vâng, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Trước máy quay của chúng tôi đây là một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng 2 cầu bản full. Tức là bản full là đã có đầy đủ đồ như là khóa thông minh, đèn nổ start stop, cửa nóc và 2 cầu số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này. Mời quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đối với những gia đình đang muốn sở hữu một chiếc xe thì dòng xe đa dụng 7 chỗ luôn là một trong những sự lựa chọn tối ưu nhất. Đơn giản vì chiếc xe này có khả năng chở cả gia đình và đồ đạc một cách thoải mái, cùng với đó là khả năng vận hành trên đường trường, đường địa hình cũng vượt trội hơn so với những dòng xe sedan. Vì lẽ đó mà phân khúc xe đa dụng hạng trung với mức giá phù hợp với điều kiện hầu hết các khách hàng Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu một trong những chiếc xe crossover 7 chỗ tiêu biểu và đang được đánh giá rất cao trên thị trường hiện nay, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2016. Hyundai Santa Fe là mẫu xe thể thao đa dụng, được đặt tên theo thành phố Santa Fe ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Santa Fe được giới thiệu với phiên bản đầu tiên vào năm 2001 và là chiếc xe thể thao đa dụng đầu tiên của Hyundai. Là cột mốc quan trọng nằm trong chương trình tái cơ cấu của tập đoàn vào cuối thập niên 1990. Mẫu xe này nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy của Hyundai và góp phần vào thành công của Hyundai ở Mỹ. Vào năm 2007, phân hạng của Santa Fe nằm giữa mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ Hyundai Tucson và mẫu hạng sang Hyundai Veracruz. Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe đã chiếm được niềm tin về chất lượng của người tiêu dùng và đạt được con số hàng chục ngàn xe bán ra. Đặc biệt, với phiên bản lắp ráp trong nước, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Hyundai thành công cũng đã kịp xuất xưởng 4.000 xe. Điều này cho thấy thực sự Santa Fe đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong bối cảnh phân khúc SUV crossover cỡ lớn ở Việt Nam rất khắc nghiệt với nhiều thương hiệu tham gia, đòi hỏi những yêu cầu cao nhất về chất lượng sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại chiếc xe Hyundai Santa Fe 2016 được phân phối với hai phiên bản máy xăng và máy dầu. Đứng cạnh thanh tra lúc này đây là chiếc xe phiên bản máy xăng 2.4 lít. Có thể thấy là chiếc xe Hyundai Santa Fe 2016 được thừa kế phong cách thiết kế, lấy cảm hứng từ Biên Bão cùng với một chút sự thay đổi nhỏ về ngoại thất để tối ưu vẻ mạnh mẽ và trẻ trung của chiếc xe này. Phần đầu nổi bật với đèn pha xenon projector dạng tròn thay vì dạng vuông ở phiên bản trước, tạo cảm giác sắc sảo hơn. Lưới tản nhiệt hình lục giác đặc trưng mạ chrome được thiết kế lại mang hình dáng hiện đại hơn. Khu vực đèn sương mù cũng được ốp thêm tấm ốp bao quanh mang tính thể thao. Phía dưới nữa là hốc gió nằm trên cản bùn bằng thép hợp kim. Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ. Bên cạnh đó, cặp la răng 5 chấu kép được tạo hình đơn giản, mạnh mẽ hơn cặp la răng 5 chấu hình bông hoa ở phiên bản 2015. Phía sau xe đèn hậu được làm mới với công nghệ LED 3D cho ánh sáng hiển thị sâu và đẹp mắt hơn. Cùng với đó, cặp ống xả kép mới tạo cảm giác cao cấp hơn. Các trang bị khác như và camera lùi cũng là không thể thiếu ở chiếc xe này. Khoảng để đồ phía sau xe có thể được tăng lên đáng kể nếu ta gập hai hàng ghế phía sau lại. Nhìn một cách tổng thể, dù kích cỡ không đổi với số đo dài, rộng, cao, lần lượt là 4.690, 1.880 và 1.680mm, nhưng Santa Fe 2016 cho cảm giác khỏe khoắn, gọn gàng và bắt mắt hơn. Về nội thất, ghế ngồi của xe được bọc da cao cấp, có chức năng chỉnh điện 12 hướng ở ghế điều khiển. Phía trước là vô lăng 3 chấu, có thể điều chỉnh 4 hướng và được tích hợp rất nhiều phím chức năng hỗ trợ cho người lái như nghe gọi điện thoại, kiểm soát hành trình. Bảng đồng hồ phía sau vô lăng được thiết kế rất đẹp mắt với hai cụm đồng hồ chỉ tốc độ vòng tua và đồng hồ công tơ mét. Ở giữa là màn hình hiển thị các chức năng chính của xe.
Chính giữa bảng điều khiển trung tâm là màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi và bản đồ dẫn đường chính hãng được phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam, cho phép cập nhật thông qua cổng USB. Phía dưới bảng điều khiển trung tâm là các nút điều chỉnh loa. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883
Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.